Tất cả người Việt Nam từ lãnh đạo đến người công nhân và các doanh nghiệp hãy vươn lên với tinh thần tự cường để đóng góp xây dựng đất nước hùng cường. Như văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định, đây là đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo các bộ và 27 tỉnh thành về kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác trong vòng 5 năm vừa qua. Đây là lần thứ 5 trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều hơn bất cứ bộ, ngành hay tổ chức chính trị xã hội nào khác, để nâng cao việc làm, đời sống của công nhân và người lao động, qua đó phát triển giai cấp công nhân Việt Nam. Gửi lời thăm hỏi thân thiết tới hơn 50 triệu công nhân và người lao động trên mọi miền của Tổ quốc, Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước phải biết ơn, cảm ơn giai cấp công nhân Việt Nam ngày đêm lao động, miệt mài để phát triển đất nước. Mặc dù chỉ chiếm 14% dân số và gần 1/3 lực lượng lao động, nhưng hàng năm đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm quốc dân và hơn 2/3 ngân sách nhà nước. Sau 5 năm, với mức lương tối thiểu vùng tăng 1,3 lần, thu nhập bình quân của công nhân đã tăng 35% và thu nhập thực tế khoảng 7,4 triệu đồng một tháng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, giai cấp công nhân là chủ thể của phương thức sản xuất công nghiệp, là giai cấp quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại, qua đó chuẩn bị tiền đề, vật chất cho xã hội tương lai. Do đó, trong báo cáo chính trị Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định rõ trách nhiệm phát triển và chăm lo giai cấp công nhân thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, công đoàn phải phát huy vai trò, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, đi cùng với chăm lo tốt hơn đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của công nhân và người lao động. Chúng ta nhận thức cái tình hình và đặc biệt đặt vấn đề của văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 để chúng ta xác định một thái độ trách nhiệm trong việc lãnh đạo công cuộc đổi mới và giai cấp công nhân. Nhất là khi mà chúng ta tham gia các hiệp định mới như EVFTA, TPP, đặc biệt là RCEP, thì vấn đề chúng ta nắm được cho các công nhân Việt Nam không để những kẻ xấu, những cái thành ngữ cơ hội khác nắm được giai cấp công nhân Việt Nam thì vấn đề đặt ra càng lớn hơn nữa. Thủ tướng nhấn mạnh, để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thì ngay từ bây giờ, chính phủ, các doanh nghiệp và chính quyền các địa phương hãy cùng nắm chặt tay nhau để không ngừng nâng cao thu nhập, chăm lo tốt hơn việc làm, đời sống cho công nhân trong giai đoạn tới. Vì như hiện nay, thu nhập của một bộ phận công nhân chưa đủ sống, học hành của con cái, chỗ ở còn nhiều khó khăn, hay hình ảnh những công nhân xanh xao, gầy gò là nỗi trăn trở của tất cả và của Thủ tướng. Vì thế, việc chăm lo, bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho công nhân lao động là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi công nhân và toàn xã hội. Trong đó, tổ chức công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn. Tất cả chúng ta đều phải tạo nên môi trường đầu tư tốt nhất để thu hút nhiều doanh nghiệp, nhiều loại hình và từ đó chúng ta giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động và thu nhập cho người lao động Việt Nam và cho các công nhân Việt Nam lớn mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng và đảm bảo đời sống cần thiết. Đó là một yêu cầu rất lớn, một bài toán đặt ra cùng với việc cho các công nhân trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Tôi nói ví dụ như là vấn đề nhà ở cho người lao động, ai lo? Trước hết là các địa phương, các khu công nghiệp, các địa phải lo cái này. Trước hết là dành quỹ đất đai cho việc này. Và chúng ta thực hiện thiết chế công đoàn tốt hơn trong vấn đề nhà ở, trường học, căng tin, nhà trẻ cho các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn thể công nhân cả nước hãy phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam, vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, lao động sáng tạo để đóng góp cho sự lớn mạnh của từng doanh nghiệp, vì hạnh phúc của chính mình, gia đình mình, cùng toàn đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam ta trở thành nước phát triển như mục tiêu được nêu trong văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong đó, người công nhân Việt Nam sẽ có tri thức, kỹ năng cao, lòng tự tôn dân tộc, lao động sáng tạo, có tác phong công nghiệp, có việc làm bền vững và mức sống ngày càng cao.